Đây có chiếc Hitachi cần dài múc đất nha các bạn. Đây, wow, khá là lẹ nha. Anh múc rất là lẹ nha các bạn. Đang bỏ đất qua lộ nè. Trên có chiếc 03 ban nha. Quá đã luôn. Quá đất nó dính gào các bạn. Quá trời xe luôn.
trên là chiếc Hitachi các bạn. Quá là dính nè. Okay, rủ không ra luôn rồi chàng. Cái này nó dẻo kinh khủng các bạn. Anh cần dài này bữa hỏi mình có xe rồi nha. Rồi anh múc chung với chiếc cái bên chiếc của Minh Hải các bạn. Bữa nay gặp anh này ở đây nữa. Cửa lộ nè. Múc nước cửa lộ các bạn. Okay.